Chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Mục Tiêu. Blog Mục Tiêu đang ở phần 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Sáng hôm nay một trận mưa lớn, thật lớn, vừa đi qua đây nhé, khiến ngập hết trơn. Bây giờ đã tạnh mưa. Các chị YouTube đã quét ra hết nhé. Chị Hồng Loan, chị lo lên hồi nào chị? Lên hồi sáng. Không có tấm hình này nó bị bể cái khung cả nhà. Bữa gió quá ngã bể cái khung. Anh ơi, còn cái chân của cái hình này đâu anh? Cái chân ở đâu rồi ta? Ngày qua là thấy ok phía bên này nè. Ngày qua cái bên này giờ đâu mất tiêu rồi. Hình như là cái chân nó bằng cây. Không ai chơi chân của bộ mà. Biết cái chân ở đâu rồi? Để tao biết sao nè. Để lại để mua cái cắt vô ấy. Có cái cắt vô. Thì hồi nãy là có ý kiến là âm thanh. Sòi ốc nhé các bạn. Bữa nay trên bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh chân sòi ốc. Chị cứ để bên hông giùm cho em đi. Chị cứ để bên hông giùm cho em đi. Đừng có bỏ. Tại vì hoa cũng không phải là của em thì em cũng chỉ nghe ý kiến của khán giả thôi. Nhưng mà chị để bên trong giùm em đi. Sáng hôm nay ở trên bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh là có sợi ốc nhé các bạn. Chị Hồng Lo lên đây lúc nào cũng chị lo lên đây lúc nào cũng dọn dẹp bàn thờ hết nhé các bạn. Em không phụ tay nào đúng chị? Có một cụ ông. Dạ. Hai tuần lên đây lần. Hai tuần lên đây lần hả ông? Tôi có một lần mua là mười mấy năm rồi. Dạ. Giờ một á. Không bao nào đi lợi tôi số lớn. Dạ. Xã số là 12 năm rồi. Wow, 12 năm rồi. Hai tuần lên lần. Ông hình như lên đây được rất nhiều lần phải không? Dạ. Con đi ô tô đó. Dạ. Có tàu chứ nào đi lại đó. Dạ. Mua mấy năm rồi mua hai cái ở kế bên đó. Dạ. Ở phòng 2 tỷ 6 á, ngay nhà chờ đó. Dạ dạ con biết. À. Dạ. Không có nào đi đó. Dạ. Ông quen lắm, ông lên rất là nhiều lần rồi đó. Nãy giờ con thấy ông đi thắp nhang vòng vòng ở đây đúng không ông? Tôi 2 tuần lên lần. Dạ. Dạ. Mỗi lần đi theo tôi là lần kia đó. Dạ dạ. Mã hoa bà 2 tỷ 6 là hai cái là mua dạ. Mười mấy năm rồi. Dạ. Chị ơi cho ông thắp cây. Được rồi, cứ để đi. Chờ con xíu nha. Được rồi. Cứ đưa đi. Tôi là 2 tuần lên đây lần. Dạ. Mua là mười mấy năm rồi đó. Hai cái hai bên. Là ông mua mộ sẵn hả ông? Đó thì bà xã nằm bên đó. Dạ dạ. Mua mộ sẵn nay mười mấy năm rồi. Đó. Dạ. Mình nhà chờ đó. Đi làm. Nhà tôi ở chỗ được mười mấy năm á. Dạ. Hai con giờ. Dạ. Ông vô đốt nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh đi không? Ông đã mua mộ sẵn cho mình cái tay cũng mười mấy năm rồi các bạn. Dạ. Dạ. Vậy ông đi với ai không? Con chở đi. Dạ. Đi ô tô đậu rồi anh á. Dạ. Con nào khổ nuôi con, bây giờ con làm ăn được rồi, quá chết rồi.
Dạ. Mới chết mười mấy năm rồi đó. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. 8 mấy tuổi rồi, đột 12 năm rồi. Dạ. 8 mấy tuổi là còn ok đó. Gánh là Hương ông nhé. Còn đi xe, xe gánh máy được luôn. Quá đỉnh. Còn chị Lo của chúng ta thì tấp bập với lao bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chị Hồng Loan ơi, cờ lên một cái để em chụp cho chị nè. Thanh Loan hả chị? Dạ, chị chụp. Cờ lên cái nè. Em chưa chụp được chị luôn đó. Thanh Loan, chị Thanh Loan. Em... mấy bữa nay em nói chị là chị Hồng Loan. Hồng Loan là Hồng Loan con. Dạ. Chúng ta cùng đi tham quan những di ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Trên mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có một cuốn sách chụp ảnh lại những di ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Chị ơi, cho em hỏi chị đến từ đâu rồi chị? Chị ở Bạc Liêu. Bạc Liêu lên tới đây. Chị lên hồi nào ạ? Dạ. Chị đến với phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh bao nhiêu lần rồi chị? Em chào chị. Năm lần. Năm lần rồi. Lần đầu tiên với bây giờ chị thấy như thế nào chị? Đẹp quá. Đẹp quá. Chị thấy cái album đó rất là đẹp luôn. Hình của cậu rất là đẹp luôn. Cái album á là cái hình á. Hôm qua thấy có... dạ, có quay lên. Ờ, dạ. Có nước rồi, có thấy có người dạch coi. Đẹp lắm. À, chị có thể dạch coi à? Không dạ. Đẹp không chị? Dạ, hôm qua chị có coi. Cái hình đẹp lắm. Cái hình là xuất sắc luôn. Thật sự là cái chị yêu mến. Dạ. Dạ. Chị yêu mến cố nghệ sĩ Vũ Linh lâu chưa? Hồi nhỏ. Hồi nhỏ. Hồi nhỏ hả chị? Chị đến được 5 lần rồi. Chị đến được 5 lần. Cách là quý hả chị? Chị với gia đình mình hay là... chị đi riêng gái chị? Dạ. Còn hôm nay chị đến với phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì chị có mong muốn gì không ạ? Thấy gì mà quá trời đẹp. Chị hết tù nào của cố nghệ sĩ Vũ Linh à? Nói chung là Vũ Linh là đóng tù nào chị cũng thích đó chị. À, tù nào chị cũng hết. À, trong đó mình cũng có ha. Hết nhất một cái tù nào chứ hả? Trong tối đêm thu. À. Tối đêm thu. Anh à, ngồi Bạch Liêu thì thường thường hát hay lắm phải không chị? Đúng rồi, mà chị không biết hát. Dạ. Dạ chị không quen tiếp đi à? Dạ. Chị đang ngắm hình và đứng trước mộ nhìn cả nhà. Đó. Ở cái đó mình không dám miếng hình lên nữa hay? Dạ đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Chị. Còn hình nữa. Chứ còn khắc chữ lên là con cháu đồng mật mộ rồi đó cả chị. Dạ. Thì nãy ổng gì chú nó là đúng rồi. Đúng, hợp lý. Chú đó là ship đó. Mà hôm qua chắc là khán giả ta để trên đó luôn hay sao ha. Ok chưa? Ê, lùi lại xíu đi, nó hơi đổ ra sao á. Lùi lên miếng hả? Lùi ra sao tiếng này cài trên này nó cao á. Ờ đó, đó, rồi. Bây giờ là đo sắc thật ra. Rồi, hình này đúng. Là được rồi, này được rồi. Đặt ở trên cái nhà để sử dụng. Đó, đẹp rồi đó. Đi giáp chưa? Đúng. Ok. Tại vì người ta chưa có làm. À, dạ, em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Cái tấm nó dễ thương quá chị. Đúng không? Tấm nào dễ hương à? Tấm nó mới gì đó, mới tấm hình này. À, tấm hình này nãy chị đứng á. Đúng rồi, cái tấm hình này là không được để luôn cả nhà. Hai chị em đến từ Bạch Liêu. Cái đó là
che đi chỗ cái viên mộ là người già người ta phải làm hình cho cậu để chính thức vào chỗ cái viên mộ đó cả nhà. Không được để xin viên mộ đúng không? Đúng rồi, nãy sếp vô nói mà. Thế giờ em sửa là em để không có ai đặt, không có ai đặt hình để nó. Không cho để. Sếp kêu mấy cái mặt kia cho cái lên cái kệ. Bỏ tấm hình lên để ngoài đây đừng để trên đó. Tại là cái hình mặt đó chưa lên đừng có để. Tại vì chưa có làm cái hình chỗ viên mộ. Ở lên thấy kỳ quá đúng không? Ở lên hôm qua nhìn vô hết hồn tưởng đâu là cái Phật này nè. Đúng không? Nè. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt.